Anh thường nhỉ? Ok, đồng chí tên là gì nhỉ? Anh, tôi vừa trả lời anh như đây. Không, bây giờ tôi quay phim, tôi cần lấy hình ảnh. Dương Hoàng Quý. Cho tôi xem mã số quân nhân của chú. Em xin phép nhé. Em xem quay đầy đủ. Em xem bên đấy. Dương Hoàng Quý. 163 851 nhỉ. Bên đây có anh xác định giấy tờ. Chào anh em bên cứu trợ gấp nhá. Ok. Anh là thượng úy nhỉ? Đại úy. Đại úy to ấy nhỉ, đại úy. Thế mà anh xuất trình giấy tờ cho kiểm tra. Còn tôi thông báo cho anh là anh vi phạm tốc độ. Ok, anh cho tôi xem hình ảnh nào. Tốc độ này. Đúng xe mình chưa? Đúng biển số mình chưa? Nha, theo cái luật quy định ấy là vi phạm tốc độ phải chứng minh bằng hình ảnh nhưng mà bằng thiết bị nghiệp vụ chứ không phải điện thoại. Được rồi, anh muốn anh đưa nghiệp vụ về cho tôi xem. Đấy. Nam ơi, lấy máy lên cho anh Nam ơi. Nam ơi, lấy máy lên cho anh Nam ơi. Giờ xe đang đỗ ở đây và công an đứng chốt. Đứng chốt ở rất xa, tiến lại gần đòi kiểm tra giấy tờ xong là báo thông báo tốc độ. Đấy. Vấn đề là xem hình ảnh, nếu vào vi phạm chuẩn thì tôi sẽ xuất trình. Ừ. Nhưng mà anh đúng rồi, cái này nó chỉ vi phạm hành chính thôi. Ai trốn gì? Tôi chả có gì trốn cả. Nếu mà tôi anh nói trốn là anh sai, vì các anh đứng ở đấy đúng không, các anh đứng ở đấy cách tôi khoảng 500 mét, tôi dừng ở đây tôi đi vệ sinh mà các anh tiến xe lên. Anh đã xác định tôi trốn đấy thì tôi không bao giờ tôi đỗ ở đây cả đấy. Chào chú nha, chú cứ nói bình thường đấy, có vấn đề gì đâu, sai đâu xử lý đấy. Đây. Thông báo lỗi vi phạm cho. Thông báo rồi. Giờ thông báo lỗi vi phạm, đưa điện thoại check hình ảnh. Thế là thông báo đầu tiên là xe mình vi phạm. Chào chú Đông nhá. Vâng. Vâng, Văn Đông. Chú rồi. Cháu chả có gì quay đầu chạy, nếu chú nói cháu quay đầu ấy là chú ra hiệu lệnh thì chú ra hiệu lệnh nhá. Anh em chuẩn bị ra hiệu lệnh thì anh quay đầu đấy. Đây nhá, cách 500 mét mọi người nhá, 500 mét mà giao thông bảo mình quay đầu mình chạy đấy. Chú nói thế chú đang vu khống cháu đấy, vu khống cháu chạy ấy thật. Tôi chả thấy ai cả đấy, các anh làm nhiệm vụ cách đây 300 mét thì tôi còn chưa biết anh ở đâu cả. Dạ. Cháu đang thắc mắc tại sao cháu đỗ xe ở đây mà chú ở đâu chú về chú lại thông báo cháu vi phạm tốc độ. Xem hình ảnh thì xem, nhưng mà chú cháu xem cái kiểu điện thoại đây. Mày đây, mày ra đây. Cứ bình tĩnh giữ khoảng cách. Mà anh lúc nãy anh còn đổi. Nhưng mà anh thông báo em tốc độ bao nhiêu rồi anh? 60. Đường này là được quy đường này được chạy 70 chứ. Thế thì anh về học luật lại nhá. Đường quốc lộ 1A nhá mọi người nhá. Đây, quốc lộ 1A xem. Đoạn ở cái kinh luôn. Chả có gì run cả thật. Cùng lắm là tôi vi phạm hành chính, tôi lập vi phạm, tôi nộp phạt cho kho bạc nhà nước rồi. Tôi thẳng thế. Chứ tôi có gì phải run. Tôi thực ra tôi chạy ô tô suốt, tôi đi Hà Nội suốt, tôi phải ở đây đâu. Chào anh nhé. Sai đâu xử lý đấy, còn bây giờ các anh cứ nói run. Tôi người dân nó thẳng thế. Chứ đừng có dọa người dân nó thẳng thế luôn. Xem giấy chứng minh chuẩn bị. Tốc độ mấy bác ở dưới cái kinh thông báo là 66/60 anh em ạ, nhưng hôm nay em không đi ô tô, em đi xe máy thôi. Báo với anh nhá, đây là máy đo tốc độ nhá, anh đây anh quay đi. Đây thì em vẫn đang quay đấy. Vâng. Đây nhá, đây là số đo tốc độ của, đây là số tốc độ của anh hiện này. Ừ. Được chưa? Đây các bác đây có phải biển xe của anh không? 12X10951. Nhìn biển số rất là mờ luôn.
Đây là do máy, anh hiểu chưa? Khi nào in ảnh ra, bây giờ đây có phải xe của anh không? Giờ nhìn này nhận dạng nào được bây giờ ấy? Nhận dạng không nhận thôi dạng. Thôi báo cọc. Rồi ok, thì anh có ý kiến gì sau này về anh sẽ gửi đơn. Còn nói thật là anh ấy, anh là phải có bằng nghiệp vụ nữa đấy chứ mày. Bằng gì? Bằng nghiệp vụ là bằng gì anh? Không phải những người mà bắn máy tốc độ phải có chứng chỉ nghiệp vụ đúng không? Đúng rồi, đây nhá, tôi nói cho anh tên là gì nhỉ? Anh em mình xưng hô cho nó nhẹ nhàng. Em tên là Thường. Anh Thường nhá, đây nhá. Đây là giấy chứng nhận tuần tra kiểm soát đúng thôi. Anh hiểu chưa? Đây tôi cán bộ đây. Ok nha bác nhá. Phạt thì nó không đáng bao nhiêu cả đúng, nhưng mà đúng rồi. Nhưng vấn đề là các anh đứng chốt cách đây 400-500 mét tự dưng xe máy mình đỗ ở đường. Đánh cả tổ công tác về đây đòi xử lý mình thế mới lạ. Vâng, như bác cho cháu xem chú cho cháu xem cái kế hoạch bác. Cái đấy là cái việc đấy là anh không được xem, chúng tôi niêm yết kế hoạch ở trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin. Đấy. Ok nhá. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 6 này. Và khung giờ là 17 giờ đúng không nhỉ? Bác nhỉ? Hôm nay mùng 10 tháng 6 và khung giờ là vào 17 giờ 20 phút. Đấy. Tổ công tác mình là ở đâu nhỉ bác nhỉ? Trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn. Đấy, trên quốc lộ 1A. Đoạn địa phận Cây Kinh. Cái chỗ bắn tốc độ là chỗ nào nhỉ anh nhỉ? Cho em xem cái anh xem cái gì là anh yêu cầu cho nó nhanh đi, khẩn trương đi. Không mỗi lần anh cứ đòi hỏi mỗi thứ một tí. Thực ra là nhá, nếu mà theo luật là em đến chốt các anh vấy em lại, em xuất trình giấy tờ đúng không? Kiểm tra đấy. Em chả có gì cố tình cả. Cái đấy anh đang vu khống em nhá. Cái đấy anh nói thế là không được, anh xúc phạm em đấy. Xe tôi đỗ ở đường nhá. Tài sản tôi trong xe còn mấy chục triệu ấy. Anh nói thế là không được. Thực ra phạt bao nhiêu tôi cũng được. Chả sao cả, nhưng anh nói cái kiểu như thế là anh không tôn trọng người dân. Tôi chả có gì, tôi trốn chạy cả. Thật. Nếu mà các anh ra đứng chốt nhá, đứng chốt các anh ra hiệu lệnh dừng xe ấy, tôi quay đầu xe trước mặt các anh nhìn thấy tôi, lúc đấy tôi mới là người chạy, hiểu không? Cái đấy xe tôi đang đỗ bình thường này, các anh tự dâu đâu về 5 phút, 6 phút sau các anh bảo tôi rồi đấy. Đó, cho em xem lại cái điểm răng ấy, xem nó ở chỗ nào. Vâng, đâu có đó. Anh em mình nói chuyện ở đàng hoàng, thoải mái nhé. Trên đề kế hoạch thì các bác bảo về trụ sở xem, ok, về lát nữa em xem ở trên cổng thông tin. Đúng rồi, đấy, bên đây nha. Đây nha, đây km của anh là vi phạm tại km 73+500. Đây là km 74+300. Ừ. Anh hiểu chưa? Đây là, hiểu chưa? Đây nha. Đây 73+500 anh em chỗ đây là anh đang đứng ở đây là 74+300 rồi. Ok chưa? Vẫn thấy sai cái gì ấy. Sai cái gì? Đây này, tôi có tọa độ vệ tinh xuống cho anh như này. Ừ. Đây nhá. Đấy. Anh còn thích điểm rằng tôi có cả cột mốc cả địa tọa độ luôn cho anh đấy. Chào. Đó. 50 người đang xem nhá. Ôi nhiều thế nhỉ? Đó, đây em trên Facebook thôi, còn nếu mà TikTok thì nhiều lắm. TikTok mấy nghìn người cơ. Yên tâm. Còn sai đâu xử lý đấy thôi, chứ còn xuất trình giấy tờ xe. Lạng Sơn ông biết Lạng Sơn làm việc như thế nào rồi. Cái lỗi nào đó phạt nhẹ nhàng là coi không có vấn đề gì gọi là to tát đâu mà. Biết rồi, nhưng mà anh gì em xin lỗi nha. Anh Quý nhá. Anh Quý, anh nói cái thái độ như thế là em không thích đâu, nói thẳng đấy. Nói với người dân như thế là không được. Anh nói rồi, người dân bỏ chạy trốn, chả có gì trốn cả, tài sản tôi ở đây. Chẳng như tôi đi vào bụi tôi vệ sinh, tôi cũng phải báo cáo anh là bây giờ tôi đi vệ sinh chứ tôi không phải chạy trốn. Nhưng mà cái sai của các anh ấy, các anh đứng chốt rất là xa luôn, các anh đến đây các anh đấy. Ừ. Anh quay đầu như thế. Nay anh đi xe máy thật đấy. Tôi chẳng anh em một chút đi ra xuất trình tờ đi. Anh còn nhớ yêu cầu chúng cho xem hình ảnh, cho xem hình ảnh. Anh còn yêu cầu chúng tôi gì nữa? Chúng tôi phải xuất trình giấy tờ chứ. Giấy tờ thì lúc nào trả đầy đủ, đi đường lúc nào trả đầy đủ. Ok, sai đâu thì xử lý đấy thôi. Không mấy trăm bạc đâu, nó phải công tâm, như nó phải đúng như còn. Đúng thôi anh em, cho yêu cầu thế còn đúng còn gì nữa. Cho anh xem hình ảnh các thứ hết rồi đấy. Nè, chứng chứng minh thư thì không cần rồi. Có cái cả nó cần như là anh em làm không có bằng giấy phép lái xe. Giấy phép ô tô đó, còn mô tô không? Ngày xưa hay chạy tuyến nào?
Em ngày nào chả chạy, ngày đi Hà Nội. Đi chạy xe gì? Xe khách anh chạy, xe tải anh chạy. Nói thật là anh em nhiều lắm, làm cái giao thông có. Còn không phải, nhưng mà anh kia, anh Quý, anh nói kiểu đấy em không thích, thẳng thế luôn. Chứ đừng nói người dân chạy trốn. Đây, anh thích. Chứ anh, phát động anh cầm điện thoại anh bảo em là quá tốc độ thế này thế kia như thế là không được. Sao không được? Thế còn em nói thật, em đã chạy các anh không bắt được, nó thẳng lên luôn. Bắt kiểu gì? Không tranh cãi cái đấy đâu. Cái thứ nhất là mình vi phạm. Đây không phải chạy, đây chỉ đỗ thôi chứ thẳng lên luôn. Làm việc tại đây luôn chứ còn. Chậu. Bắt đầu xử lý đâu làm việc đấy. Cậu 500 mét thôi, xa. 500 mét cách đây nó xa, cháu xe cháu đỗ đâu xử lý ở đấy. Xe đỗ đâu xử lý đấy, lập biên bản ngay cho cháu đang vội. Lập biên bản luôn đi. Không, cháu đang vội, rất vội luôn, bây giờ cháu phải đi làm. Vấn đề tôi nói với anh nhá, tôi là tôi không bị bắt tại chốt, hiểu không? Tôi là tôi đỗ ở đường, mà các anh từ đâu, các anh đến đây, các anh đòi lập biên bản tôi. 500 mét từ đâu đến đây mà các anh bảo tôi xuống về đồn các anh, về... Tôi bây giờ tôi còn rất nhiều việc, tôi còn đi làm cơ, chứ phải tôi đi làm thôi, kiếm tiền đóng thuế trả lương cho các anh các ông chứ, bây giờ làm sao tôi đấy được. Còn nói giám sát người gì vi phạm mà cái camera quay mặt có vấn đề gì anh chịu nhiều đấy. Tôi không phải chống đối gì cả đấy, như anh quay như thế anh sai này. Còn bây giờ lập biên bản lập tại chỗ ngay cho cháu. Chú thì nói thật là mặt chú cháu quá quen rồi, chú lên giao thông văn minh rất nhiều rồi, cả cứu trợ gấp. Như đồng chí Quý là tôi không hài lòng lắm đâu cái thái độ của đồng chí ấy. Đừng có nói người dân như thế. Vi phạm hình sự nó khác với vi phạm hành chính nó khác. Chứ đừng nói người dân cái kiểu như là người ta chạy trốn đấy kiểu. Cách 500 mét tôi còn chưa biết các anh ở đâu đến, tự dưng tôi đỗ xe ở ngoài đường các anh đâu đến các anh bảo tôi vi phạm. Nãy chú còn bảo 500 mét, chú cũng bảo thế. Đây mà chưa đến 100 mét. Đây mà chưa đến 100 mét. Ok, chắc chắn là xin biên bản rồi chứ còn không vấn đề gì cả. Lối này nó chỉ 300-400 thôi. 300 kìa, 1 triệu cũng thế có sao đâu. Chuyên đề lát nữa về kiểm tra lại cũng được mọi người ạ. Sai đâu thì xử lý đấy. Anh em trong nhóm nhiều. Bác này thì quá quen rồi, lên mặt nhiều. Đúng rồi, có vấn đề gì đâu, sai đâu xử lý đấy, còn người dân bây giờ làm gì khó khăn rồi, đi quá có vài 2-3 km cũng còn. Quốc lộ 1 thì xe máy chạy 60 nghe hơi lạ nhỉ. Bây giờ mình còn chưa biết được xe mình được chạy tốc độ bao nhiêu nữa thì 70 chứ bác. Tại 70 chỉ khu đông dân cư là 50. Khu vực dân cư 50 mà đường này đường quốc lộ, xe mình được chạy tốc độ là 60 thôi. Bây giờ mình còn không biết chạy tốc độ xe mình được chạy bao nhiêu. Cháu đi ô tô nhiều rồi, còn xe máy thì ít lắm. 2-3 tháng đi lần thôi. Xe tải, xe khách cũng chạy hết. Bao nhiêu
Có rồi, chứ còn đâu, đưa trả cái căn cước đi. Có cái bằng là được. Căn cước để tí còn ghi cả số căn cước vào đấy. Ừ, thích làm nào làm, cứ lan trả đủ cháu được, chứ còn thích làm nào làm, có lên biên bản được. Cái này nộp phạt nộp ở chỗ nào nhỉ? Trung Diễn luôn đúng không? Ok, nộp đấy luôn, mấy hôm nữa về nhà gần đấy thôi. Lập biên bản nhanh giúp em cái nhá, em đi cái. Em còn nhiều việc lắm. Đấy, anh thích lấy cái gì lấy, bây giờ quay video rồi. Thế còn cũng gần chục năm nay rồi có ăn cái biên bản nào đâu, chạy. Bây giờ là cháu không hài lòng cái vấn đề là các bác lập chốt cách gần 500m rồi, các bác đâu đến, các bác bảo xe cháu vi phạm tốc độ. Đấy. Đấy, nãy bảo, nãy cháu bảo lập biên bản tại chỗ, bác bảo cách xa 500m thì bắt cháu phải đi đến cái chốt các bác đứng. Tại sao cháu quay lại đây thì... Mà cháu thấy có một điều rất hay là có một người đi cùng cháu tốc độ rất nhanh như thế. Các bác vấy lại cái xong là lại nhắc nhở cho đi. Đấy mà khả năng tốc độ còn gần 100 km/h. Đấy, đi vượt cháu đi rất nhanh luôn. Mà vấy lại chưa thấy lập biên bản đâu. Không, đấy đi cùng tôi đấy thế thôi chứ còn... Căn cứ thì tôi bằng mắt thường tôi nhìn thấy chứ còn... Ôi giời, nó vượt cháu, nó đi trước cháu đi song song sau nó. Nó đi cùng cái đoạn đường đấy, nó đi nhanh hơn. 66 trên 60 anh em nhé. Lan ơi, về tắt video xem lại. Không 34 9919 886 đang ở Lạng Sơn nha bác nhá, đi chạy đấy chứng minh thư ấy. Ở chứng minh thư căn cước công dân với bằng lái mặt nó có rồi, anh cứ lập biên bản anh viết cho tôi chứ còn không có gì cả. Anh đang giữ bằng giấy phép tôi kìa. Thế anh cầm giấy phép tôi với đúng của tôi đấy, trên livestream tôi nói luôn hả. Đấy tôi tên đấy, ông hỏi rất là hay luôn, tôi nói thật với ông ấy, ông đang làm rất mất thời gian tôi ấy. Chứng minh thư tôi đã nói anh mấy lần rồi, nay hỏi tên tôi đã xưng rồi. Lương Đức Trường quá. Ok bảo ok rồi còn gì nữa. Ừ. Ờ đúng rồi. Máy bắn xem rồi bác ơi, lát nữa em tắt lấy chim thì trích xuất ra. Ờ đúng rồi. Đi xuôi mười mấy năm không sao, về quê bị với anh cùng quê bắt này cũng vui phết nhỉ. Nghề nghiệp tự do thôi, ghi tự do vào. Ok, làm nhanh giúp em ngay, cứ theo đấy mà làm thôi. Mất thời gian quá bây giờ ấy, đi còn đúng việc ấy. Nộp. Anh làm mất thời gian cho em tôi ấy. Cháu chả có gì mất thời gian chú cả. Chú từ đâu đến đứng chốt, từ đâu đến chú vấy xe cháu, chú bảo cháu vi phạm tốc độ thế này thế kia. Đấy, bảo còn bảo cháu chạy trốn, chạy cái gì, xe cháu đây tiền để mười mấy triệu trên xe máy trong cốp ấy. Kể cả cháu khóa xe cháu đi chú cũng không có quyền động vào xe cháu nữa thẳng luôn. Chứ còn bây giờ giao thông thì cháu va chạm có ít đâu, ngày nào cũng chả gặp mười mấy đội. Thôi đóng góp ngân sách cho tỉnh hay có gì đâu. Sáu sáu trên 60 nhỉ, đường quốc lộ 1A.
Đấy. Xử lý là biên bản mình thoát được bao nhiêu anh em nhỉ? Khổ quá. Viết hai biên bản nha các bác nha. Hơi lâu ít. Đây, quay cảnh quê Lạng Sơn của mình cho các bác xem ấy nhá. Đây. Đây, chốt thì cách đây 500 mét đây. Xe thì đỗ đây. Lâu đến rồi thông báo lỗi rồi xử lý là biên bản. Quá 6 km nha các bác nhá. Đấy. Mình đi ngoan hiền thì không sao. Thằng trẻ trâu các kiểu thì lát các bác phân tích cho em cái máy bắn tốc độ nha, xem bắn thế nào nha các bác nha. Lát em xuống lại chia vào kiểu gì có hình ảnh hết. Em ơi cho anh mượn điện thoại nhé. 0988. Chị ơi, em mượn cái điện thoại ấy, em gọi xuống ông anh cái. Chào 3 năm anh em nhé. Chuyên đề kế hoạch xem cổng thông tin nhé các bác nhé. Tại chỗ luôn nhá bác nhá. Ơi, sao đây kín nhỉ? Em cảm ơn nhé. Cháu ở trong ký rồi, cháu chưa đồng ý với lỗi vi phạm đâu, còn sai đâu xử lý đấy. Kiện tụng nhau rồi đấy. Đầu tiên như là đầu tiên là biên bản bên trước, đây là biên bản tạm giữ. Đầu tiên là biên bản bên chứng trước. Em mời sau này ký biên bản bên chứng này. Nơi vi phạm của anh là chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến 10 km trên giờ, thực tế là 66 km trên giờ. Km 73 500 quốc lộ 1A. Khổ nhờ đi ô tô lấy xe máy. Cái ý kiến người vi phạm có? Đấy, biết đấy. Hả? Biết đấy. Em biết là chưa đồng ý với đấy nhá. Đấy, biết rồi đấy. Ừ. Lý do chưa đồng ý? Bằng chứng chưa thuyết phục. Ừ. Cháu ơi chưa thuyết phục. Sao cái gì chưa thuyết phục? Chưa thuyết phục là cháu chưa cháu chưa đến chốt. Đây các bác nhưng mà cháu chưa đến chốt, bác hiểu không? Cháu chưa đến chốt. Còn vấn đề là cháu chưa đến chốt. Cái vấn đề là nhá, nếu cháu đến chốt các bác với cháu sao? Bây giờ thứ nhất là biển số chưa rõ ràng này. Biển số chưa rõ ràng. Đây trên này. Đây là ý, đây là chữ này. Ý kiến trình bày của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm đây. Đây là cái chữ này, ý kiến trình bày của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm.
còn ở dòng dưới là người ta là ý kiến trình bày đại diện chứng quyền người chứng kiến. Đây cái chữ chữ của anh đây. Chứng kiến thì không không cần đâu, vì tôi có cái gì đâu, có gì ra đấy xong. Đây đúng không? Dòng này đúng không? Đây, cái dòng này mà. Đây, cái dòng nào? Ở đây, anh phải đọc mới được à? Ý kiến trình bày của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm. Đây. Ừ. Ừ. Bổ sung theo cái này là anh viết anh chèn cái dòng này đúng chèn, không? Ừ, đấy. Chèn dòng rồi tôi viết dưới này đúng không? Ừ, viết dưới đấy. Ý kiến là bằng chúng chưa thuyết phục đúng không? Rồi, đi đây. Đây nữa. Đi đây, người nhận biên bản đây. Đâu đâu, đâu em quay lại nói cái đoạn này. Từ từ đã, đây có cái bình tĩnh này, đây đây đây, sao cho anh một bản nó giống như thế. Ừ, ok. Đây anh thích quay, anh thích chụp hay như thế nào, cái biên bản này hai niên này, đây. Chào bác nhá. Vừa đi qua thấy ban tốc độ à? Em chứ ai đâu, nhỉ, hôm nào về giao lưu uống nước. Tiếp tục. Ừ, đây là cái bản tạm giữ giấy phép của anh nhá. Tạm giữ giấy phép lái xe này. Thế có cái giấy nào để đi đường không nhỉ? Có, ừ, ok. Xích giữ bao nhiêu giữ. Thế bao nhiêu lâu thì lên cơ quan làm việc? Đi có trong ngày hẹn có mà em. 20 tháng 6. Ý kiến người vi phạm này đúng không? Cái này là tạm giữ. À tạm giữ đúng không? Ừ. Tạm giữ anh thấy cái bằng của anh đúng thế này chưa? Có đúng thế chưa? Có đúng có số như này không? Tình trạng nguyên vẹn. Rồi rồi. Ừ. Đấy ký rõ tên chưa? Rõ rồi, chữ xấu chỉ viết được thế thôi. Ok. Ký vào đây. Chữ xấu cũng được. Chả sao mà. Miễn là bút tích của anh. Đây 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 ký đây. May không phải đi tù đấy các bạn, sợ lắm. Ừ. Ừ, nếu mà đi, nếu mà anh vi phạm đi tù anh chẳng hồi quay phim đâu. Lâu lắm mà không lên nhóm. Ê, cái này lấy lại được chưa? Tạm giữ giấy phép. Ừ, giữ giấy phép đúng không? Ừ. Ừ, ok. Hẹn bao nhiêu lên cơ quan? Rồi hẹn đây, ngày hẹn đây. 20 tháng 6 à? Ừ. 10 ngày cơ à? 7 ngày. Làm việc trong đoạn bảo thế sau 7 ngày thì làm nào, ví dụ tôi có việc đột xuất đấy. Đấy là việc của anh. Ừ? Đấy là có thể xử lý qua bưu điện cũng được. À xử lý qua bưu điện được. Đó, không? Đây, đây, đây. Đây, anh... Thế còn một cái bản nữa đúng không? Đấy. Ok. Cái lối này đến 2 triệu nhỉ? Ui, đến nhỉ? Tra về, xong nhiều khi xuống thông báo cái các anh bảo là có nhiều nơi bảo là lỗi này 2 triệu em ạ. Đấy, xem thế nào. Báo phải báo đúng mà đấy là. Đấy. Đấy, nhiều khi mình thì... không biết luật lá kiểu mình. Chỗ nào như chỗ quê nọ cũng không thế đâu. Nói gì cùng nhau thôi. Nói chung là anh em trong ngành giao thông thì Lạng Sơn nhiều lắm. Thôi nhưng mà các bạn sai đâu xử lý đấy thôi. Ừ. Xong chưa? Xong rồi. Để đi cái đó. Ừ. Đấy. Đi đó. Đi đó. Sau làm việc sau nhỉ? Thôi chào các bác nha. Đấy. Ông Quý này tôi nhớ ông nhất đấy. Ông cứ để ý vào. Vội nhưng phải lưu lại ít hình ảnh. Lưu từ nãy đến giờ chứ được ạ. Đấy là việc của cháu. Đúng sai có pháp luật. Đấy. Cách 500m chốt từ đâu đến lập biên bản. Ok, không vấn đề gì cả. Chào mọi người nhá, em đi đó. Hôm nay đang vội quá.